Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 24 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an TP.HCM cho biết đã điều động 24 chiến sĩ phòng PC07 đến xí nghiệp X30 thuộc Bộ Công an ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, cải tạo kho phân xưởng của xí nghiệp thành Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19. Bệnh viện Dã chiến hồi sức tích cực COVID-19 thuộc Bộ Công an là công trình cấp bách phục vụ công tác phòng chống dịch được Bộ Công an đặc biệt quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thi công trong thời gian giãn cách xã hội. Bệnh viện có quy mô hơn 300 giường bệnh, được xây dựng từ việc sửa chữa mặt bằng hai phân xưởng khu X30. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, công trình đã được lắp đặt khung dàn thép, lợp mái và đang hoàn thiện vách ngăn,